ok, vô chùa. Hôm nay mình tĩnh tâm nha. Hello bạn Thảo. Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình rất là thùy mị, mình vô chùa, mình đất na, mình đang đồ, mình đang đồ lam, cho nên bữa nay mình sẽ phân khẩu nghiệp. Sáng mới chửi xong. Ai mình chọc bao tâm. Ủa hồi đó cây sala sao không có bông ta? Đây còn mấy bông nè. Hồi đó cái cây này bông đẹp lắm nè. Mày biết ngôi chùa này nó gắn bó với tao từ lúc tao còn lớp 2. Lớp 2 chứ, từ lớp 2. Ngưng máy là nói mình đổi được ba lô chứ để chút nó về còn ba lô không. Đã quay tướng của bạn qua đó. Hai đứa mình đi chùa mà nhăm nhở quá. Chùa sát nhà mà chắc năm vô được 2 lần. Nhiều câu hay lắm, vòng vòng trong kia nhiều lắm mà không vô trong. Đây đứng đây chụp cho tấm hình. Ủa chụp chỗ nào ta? Vừa quay ở đây. Ủa ấy chết sao nó trồi lên mặt mình. Ủa à. Hai. Tính là cái này mới làm mà cũng đặt đi làm lại nữa ha. Đúng rồi. Tâm bất biến của dòng đời vạn biến. Đâu? Ê, câu này hay nè. Tao câu này. Tao đang ngồi. Cái này chụp ở đâu? Đưa điện thoại mày đây tao chụp cho. Cái này hay nè. Ủa chứ mày đang vẫn còn phát hả? Đúng rồi. Mày chụp sao đỉnh hết rồi. Đưa điện thoại đây. Không ngồi được như vậy. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái này chuẩn bị cái mặt tâm nó phải đơ lên đây. Đây có một chậu bông hồng đẹp quá vậy. Là cái mặt tâm nó phải bất biến mới được. Mở khẩu trang ra. Đây. Đổi kiểu coi bạn. Đổi qua kiểu khác. Rồi. Đứng đi, tắm đứng đi, đứng lên cái bức thềm đó đó. Đúng rồi, leo lên cục đá rồi đứng đó coi. Cho, chỗ đó người ta cho đứng mà. Không, ở dưới tắm đi rồi ở trên tắm. Chút nữa thợ nó thấy má thọt tay vô túi nó. Không có. Chút nữa thợ nó thấy thọt tay vô túi hai má đi chùa. Nó gọi điện nó đòi lương thấy bà. Rồi trèo lên trên tắm nữa. Trời mang đôi dép xấu với vậy bạn. Má ra đi với tụi này ngày nào tao cũng phải chụp hình tự sướng với tụi nó hết. Rồi ok. Ai? Chụp tắm nữa hả? Dạ. Để kẹp điện thoại vô nách. Dạ cảm ơn. Qua mày đứng xích ra coi qua. Ủa cái điện thoại này nó nhảy từ từ hả ta? Từ từ. Để em đem chỉnh lại. Quay kia coi. Nhắm mắt.
Từ bên nào? Đang quay hay đang like ạ? Yến xào Trần Hạnh nha. Trần Hạnh em ông Điền á. Thôi kệ. Con này chưa gì nó xỉ nhục người ta. Chụp quá. Cách nhau có một bờ tường thôi. Chụp nó không hay về. Về đi. Vô chùa chơi Hạnh ơi. Tắm ngay đây nữa hả? Qua chụp giùm bạn đó kìa. Đi vô chùa chơi, đi giao hàng xong rồi cái thấy chùa đông này tấp vô chùa chơi rồi về. Ai đi được rồi. Cảnh này đẹp gì Tuyến, chùa Hồng Pháp nè, nay hồi đó gì về nó khác. đi xã cô hồn Hạnh ơi. Hồi đó gì về đây là nó khác, giờ nó khác, nó sửa lại, năm nào nó cũng sửa hết. Cái này đứng ở ngoài thôi, còn vô trong kia nó sửa đẹp lắm mà không vô đâu. Người ta vô đó người ta lạy mình, đâu có lạy đâu, vô đó làm gì. Tháng này tháng cô hồn nè, tháng này thế nào cũng bị dính. Tháng này về thôi, chào nhé. Hết hôm nay ngày mai mình làm việc bình thường.